kênh Bất Động Sản Tiền Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây giới thiệu quý vị đây một lô đất. Ồ, trái đu đủ rồi. Ôi, cái cây đu đủ ngon quá này. Cây đu đủ ngon chưa? Này, đất ở đây rất màu mỡ quý vị nhỉ. Đây cái nô phía bên cạnh đây cho quý vị biết là nó đất nó tươi xốp như thế nào. Thì đất phía đối diện này nó cũng tương tự như vậy. Đây, rất là tươi xốp luôn. Đây, đây đất này rất là hứa. Tan tành luôn. Đây, đất rất là tươi xốp. Khu dân cư đằng kia có cái biệt thự. Đấy, biệt thự to tướng luôn. Nhà máy Thái. Thì khu này dân cư đông đúc này, nhà đường xá ô tô đi thoải mái, hai ô tô tránh nhau. Đây có căn nhà máy Thái này, kia chắc chủ nhà đang về kìa, ô tô đi vào kìa. Thì đất của mình đây, nó có một mặt hẻm bê tông đây nữa này. Đây, đang trồng tràm nhé, đang trồng tràm. Vị trí cái lô đất này là nó gần với lại hồ Đá Bàng. Đá Bàng được huyện Châu Đức, nhưng mà cái này thì nó chuyển thành Đá Bàng này Đất Đỏ. Đây là một số Long Tân. Lô đất này có diện tích là 3.000 m², tức là 3 sào. 3 sào đang trồng đây, một dạng xà cừ ở phía trước đây. Nè, giá chào bán là 3 tỷ. À quên, 2 tỷ chứ, 2 tỷ. À, từ đây mà đi đến thành phố Bà Rịa chắc khoảng 10 phút. Cái này diện tích bao nhiêu ông? 362, tức là 3.200 m². 3.200 m² đấy. Đất mình đến đây. Đất mình đến đây. Để xem hỏi xem hôm trước nói 2 tỷ, không biết giờ có thay đổi giá không. Đấy. Giáp danh giữa cái tràm và cái xã này thì là cái đất của mình, bắt đầu từ đây hết tới kia. Đấy, chắc khoảng hơn 40 m chiều ngang, hơn 40 m chiều ngang rồi, tức là 3.200 m² quý vị nhá. Đấy, bên hông nó có con hẻm này, đang trồng tràm tương đối rộng, tức là cũng phải gần 50 m chiều ngang quý vị nhá. Đấy, giá bán là 2.050 tỷ, tức là tăng thêm 50 triệu nữa. Đấy, đất nông nghiệp, khu vực dân cư. Đấy, quanh đây là biệt thự luôn. Đấy, biệt thự đây này. Đấy, nhà nuôi nhiều chó chứ. Đấy, biệt thự đây quý vị nhìn thấy không, giáp danh luôn. Còn ở phía bên kia đây, biệt thự là này. Thì giá 2.050 tỷ quý vị nhá. 2.050 tỷ chắc bớt ít xíu. Tôi thấy mức giá này vô cùng hợp lý luôn á. Ai có nhu cầu mua lô đất đây thì alo ngay cho tôi nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.